Mới đây, một đoạn video được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội có nội dung về một đám người giương hai lá cờ và nói to, lá cờ Việt Nam. Sau đó, chúng cùng nhau giằng xé hai lá cờ đó và ném xuống đất trong tiếng reo hò, vỗ tay của đồng bọn xung quanh. Đoạn video đã thực sự gây nên một làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng mạng Việt Nam. Được biết, hành động xúc phạm này đã diễn ra tại khu vực xây dựng ngôi chùa Phật giáo trong công viên Vychechtra, quận Phrunzhenki, thành phố Kharkov, Ukraine vào ngày 3 tháng 6 năm 2006. Những kẻ trong clip được cho là lực lượng cực hữu bài cộng sản xuất hiện từ năm 2006 ở Ukraine. Một trong số những kẻ cầm đầu sự việc này là Andrei Bilesky, kẻ đồng sáng lập nên tiểu đoàn cực hữu Azov mà vẫn được gọi là lực lượng tân phát xít. Hắn còn đang giữ chức đại biểu quốc hội Ukraine. Hành động này được giải thích là vì nhóm người cực hữu này cho rằng người Việt Nam xây chùa trái phép tại đây. Thế nên chúng phản đối bằng cách là đuổi người Việt Nam ra khỏi vùng và lá cờ là chiến lợi phẩm mà chúng cướp được từ một người Việt Nam tại Kharkov. Phải lưu ý một lần nữa với các bạn rằng video này được quay lại cách đây đã 16 năm và những kẻ xuất hiện trong video là nhóm người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan và nó không thể hiện rằng toàn thể nhân dân Ukraine đều như thế. Vẫn có những người Ukraine yêu mến hòa bình và họ cũng tỏ ra bất bình trước những hành động của nhóm người kia nhằm vào cộng đồng người Việt Nam. Nhóm cực hữu này không đại diện cho Ukraine, vậy nên chúng ta không nên quy chụp hay có những lời nói quá khích với vụ việc lần này. Tuy nhiên đây vẫn là bằng chứng cho thấy rằng mầm mống phát xít mới đã tồn tại ở Ukraine từ lâu và điều này hoàn toàn có thật. Chúng bài trừ chủ nghĩa cộng sản bằng rất nhiều hành động cực đoan và bạo lực. Logo của tiểu đoàn Azov là Gold Sanger, thân sói, một biểu tượng đã được sử dụng rộng rãi trong đế chế thứ ba Đức Quốc xã và dùng để liên kết với các nhóm phát xít trên toàn thế giới. Nó được biết đến rộng rãi với tư cách là một biểu tượng của sư đoàn đế chế của lực lượng SS Phát xít Đức. Biểu tượng của tiểu đoàn Azov cũng có mặt trời đen Black Sun, biểu tượng ưa chuộng của lực lượng SS của Đức Quốc xã cũ. Tổ chức này do nhà tài phiệt giàu thứ ba ở Ukraine Igor Kolomoisky tài trợ cho mọi hoạt động của tiểu đoàn Azov. Kolomoisky cũng chính là nhà bảo trợ cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc tranh cử Tổng thống năm 2019 và được dư luận Ukraine cho là người luôn giật dây Zelensky sau khi mà ông Zelensky đắc cử Tổng thống. Chúng ta không ủng hộ chiến tranh nhưng phải tìm hiểu nguyên nhân để có giải pháp hợp lý chấm dứt chiến tranh xung đột giữa Nga và Ukraine. Video trên phần nào lý giải tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng mục tiêu của Nga không phải để xâm lược Ukraine mà là tiêu diệt chủ nghĩa phát xít mới và trung lập hóa Ukraine. Không những để bảo vệ lợi ích an ninh của Nga mà cũng chính là bảo vệ lâu dài hòa bình cho thế giới trước hiểm họa phục hồi của chủ nghĩa phát xít mới. Khi đoạn video này được lan truyền trên mạng xã hội đã có rất nhiều người bày tỏ sự bức xúc của mình bằng những dòng bình luận như: tôi phản đối hành động xé cờ Tổ quốc Việt Nam. Chính quyền nào dung thứ cho những hành động cực đoan như thế? Dĩ nhiên, không phải là của tất cả người dân Ukraine, nhưng số đông dân chúng cứ chấp nhận tư tưởng hành động vậy sao? Thì ai sẽ phải xử lý? Dân tộc Việt Nam ai ai cũng tôn thờ lá cờ thiêng liêng ấy. Vậy mà bọn này dám làm vậy? Không để yên được nữa rồi, lá cờ Việt Nam đâu phải chỉ có cho đẹp mà nó còn là một phần hình hài của cả quốc gia đấy. Đoạn clip cho thấy cả dân tộc Việt Nam không dễ xơi. Ba thằng to như thế mà phải vất vả mới xé được một lá cờ Việt Nam. Đó chỉ là những thành phần nhỏ thôi, chứ chúng ta không thể đổ lỗi cho cả dân tộc người ta như thế. Bằng chứng là chúng ta vẫn ngoại giao với họ đó thôi. Họ vẫn có đại sứ quán tại Việt Nam mà. Được biết, ngoài hành động này thì trong quá khứ, tại Ukraine cũng đã từng diễn ra nhiều sự kiện khác liên quan đến cộng đồng người Việt Nam tại Ukraine. Như ngày 18 tháng 3 năm 2007 đã diễn ra vụ tuần hành đốt đuốc uy hiếp ký túc xá có sinh viên Việt Nam. Ngày 1 tháng 5 năm 2007, nhóm tự xưng là người yêu nước Ukraine vô cớ tấn công một trang trại nông nghiệp của người Việt Nam ở gần Kharkov và giữ một số người. Ngày 28 tháng 5 năm 2011, tập đoàn truyền thông Objektiv có trụ sở tại Kharkov, Ukraine có đăng phóng sự những kẻ cấp tiến tuyên chiến với người Việt Nam. Người dân Kharkov có thể mong đợi gì từ sự không khoan dung như vậy? Trong phóng sự có thể thấy cảnh bọn cực hữu xông vào ký túc xá trường đại học ở Kharkov, đuổi các sinh viên Việt Nam ra ngoài hành lang. Tác giả phóng sự bình luận, họ được lệnh đứng dựa vào tường, bị làm nhục và bị kiểm tra giấy tờ. Đặc biệt là vụ việc làng sen người Việt Nam tại Ukraine từng gặp nhiều biến động từ những vụ lục soát vô căn cứ của lực lượng đặc nhiệm Ukraine lấy đi tiền bạc của người Việt khiến cho nhiều người ở đây vô cùng hoang mang. Video đến đây là hết rồi, cảm ơn các bạn đã xem nhé. Nhớ like và nhấn nút đăng ký để nhận thông báo khi có video mới nhất từ bọn mình.